Chiều ngày 29 tháng 12, đã có kết quả xét nghiệm của thanh niên tên K nhập cảnh chui về quận 9. Theo đó, người này dương tính với COVID-19. Như vậy, trong nhóm 6 người nhập cảnh trái phép, 4 người đã nhiễm virus corona. Bệnh nhân 1440 cho biết sống tại Myanmar từ tháng 9 đến giữa tháng 12 năm 2020. Ngày 15 tháng 12, anh rời Myanmar đến Ma Sot, Thái Lan ngày 16 tháng 12 và ở lại một khách sạn tại đấy cho đến ngày 22 tháng 12 cùng 5 người khác. Ngày 23 tháng 12, nhóm 7 người từ Thái Lan đến Campuchia. Sau đó, 6 người trong nhóm đi từ Campuchia về Việt Nam. Khi đến địa phận của Việt Nam, nhóm đi về thành phố Hồ Chí Minh bằng xe 7 chỗ. Hiện cơ quan chức năng đã tìm được xe và tài xế. Trên đường đi, bệnh nhân 1440 và người phụ nữ ở Đồng Tháp tách ra để về miền Tây, còn lại tiếp tục về thành phố Hồ Chí Minh, gồm H ngụ quận 5, V quận 1, T Hóc Môn và K quận 9. Sau khi nghe tin bệnh nhân 1440 dương tính với COVID-19, H mới ra khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cũng dương tính. Qua truy vết, cơ quan chức năng tìm ra T và V và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính lần 1. Riêng K mãi đến đêm 28 tháng 12 mới được tìm thấy. K cho biết, từ khi về, anh ở quận 9 và đi làm cho xưởng đúc đồng, nơi anh từng làm việc 2 tháng trước và không hay biết mình đang bị truy vết. Sau khi tìm thấy ca, ngành y tế quận 9 đã đưa ca cùng 14 người có tiếp xúc gần đi cách ly, đồng thời phong tỏa, khử khuẩn nơi ở và nơi làm của ca.